Hello, xin chào mọi người, mình là Momo Review. Bây giờ cũng 23 giờ 4 phút rồi, thì mình cũng tính là trang điểm này nọ để lên hình cho thật xinh đẹp. Nhưng mà tối quá rồi nên là lười quá, kiểu như quay xong là đi tẩy trang luôn ấy. Nên là thôi đã vậy vậy. Nên là cũng muốn quay lại cái trải nghiệm lần đầu tiên ăn trứng cá hồi nó sẽ như thế nào. Một cái hộp bé tí như vậy thôi mà giá nó tới tận 200.000, 0,05 kg. Hồi kỳ mình có vô siêu thị cái mình thấy cái hộp trứng cá hồi rất là bự luôn, xong rồi nhìn cái giá nó muốn xử ngang luôn á trời. Lúc đó hình như là 800.000 hay sao ấy, nó là muốn ăn thử luôn nhưng mà đắt quá. Nay thấy cái hộp bé tí này nên là quyết định là thôi mình chi chút xíu để ăn thử cho biết cũng được. Và đây thì đây cũng tính là bữa tối của mình nữa nên là sẽ có một chút sushi. Đây toàn là những loại mà mình ưa thích. Ở Aeon thì mấy cái cuộn sushi mà nó có chấm vàng như vậy nè là tầm 10.000 thì phải. Chấm cam này là như là 5.000. Tổng hết cái đống bữa tối này của mình là 300.000. Cái này là mua thêm ở cái lúc thanh toán này, là một gói tương với một gói wasabi. Wasabi mà rót xuống cá chắc cười tới sáng luôn trời. Ôi ôi, nó chỉ có kích thước như là một cái bánh lăng mà mọi người ơi, mà 200.000. Giờ mình sẽ làm vậy, một miếng sushi trước để chuẩn bị thưởng thức cái món chính này nha. Sushi cá trích. Mình đã rửa tay sạch rồi nha mọi người. Ôi trông ngon thật sự. Sushi ngon thật sự. Nó sẽ hơi tanh chút xíu. Ủa cái mùi giấm thích ghê á, chua chua mặn mặn hơi tanh nhẹ, sau miếng cá rất là mềm lắm, ngon quá. Trông ngon lắm. 11 giờ đêm mới ăn tối cả này. Hấp mấy cái trứng nó bập nhẹ, không biết mọi người có nghe cái tiếng không nhưng mà nó đang ở bên lỗ tai mình, cái tiếng rụt rụt. Ngon quá, tuyệt vời, một bữa ăn sushi nhìn hấp dẫn thật sự. Ăn sushi hôm bữa bạn mình có nói với mình đó là ăn là phải kiểu như cả miếng vô ăn vô miệng luôn á thì nó mới chuẩn và nó cảm nhận đủ cái mùi vị, nhưng mà thật sự là mình thích ăn từ từ như vậy cũng hay, kiểu như cắn được nhiều miếng. Ngọt cái này ngon nhỉ, cái này còn ngọt hơn cái hồi nãy nữa. Cái loại đó là hơn cua thì bạn sẽ thích này, sashimi đồ này, cá hồi. Vừa nhìn thôi là thấy nó béo, thích thật sự. Sushi cá hồi thôi vui còn chờ gì nữa. Béo không? Ngon ơi là ngon, thỏa mãn quá mọi người. 5 loại hả? Ừ có 5 loại thôi. Thì đây là loại thứ 5, đây là loại mà mình siêu siêu thích ăn. Mà bỏ vô miệng ăn nó sẽ bụp bụp rất là đã. Ui nhìn ngon thế nhở. Cái này thường mình thích là gặm hết cái phần trứng ở trên này nhưng mà đang lên tiếp nên là mình sẽ ăn đàng hoàng. Oishi, thật ra cái vị cơm của nó trộn giấm nó đã ngon rồi, cơ bản nó đã ngon rồi. Nãy giờ cũng lót dạ xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới món chính. Yes. Trứng cá hồi nó không có mùi gì á, rồi xới lên thử nha. Ui nó nhớt nhớt, nó dính dính với nhau. Xới một miếng bự, ui cái tiếng. Trời ơi, ngon ngon ngon. Blem blem. Chưa gì hết đã rất là ngon mắt rồi đấy. Cảm giác nhìn là muốn ăn, muốn ăn thử rồi đấy. Ngon thật sự. Rồi mình ăn thử đi. Mặn dữ trời. Có phần sốt này mặn lên. Hết rồi mọi người ơi. Nó như kiểu cá hồi với lại tương trộn với nhau vậy á. Nó vừa béo nó vừa mặn, mà mặn rất là vừa vừa phải luôn. Chết rồi, mình mà thích món này thì tiền đâu mà ăn hoài. Thôi bây giờ thử một muỗng lớn nha. Đây, mời các bạn một muỗng lớn này nha. Ôi, nó nổ đục đục trong miệng. Có nghe tiếng không ta?
thiệt. Nhưng mà nó giống, nó thật sự giống như trứng cá hồi trộn với tương. Rất là cái miếng trứng cá hồi sống mà nãy mình ăn đó, giống cái miếng nó trộn với tương, nhưng mà rất là béo. Ngon, cái này mà ăn với cơm chắc là ngon lắm. Ăn không cũng thấy ngon nữa, nghiền lắm luôn ấy. Như là mình nghiền cá hồi vậy. Ăn nhiều thì thấy hơi mặn chút xíu. Hay là do nó trộn sẵn tương người ta, chứ không đâu nhỉ. Hay sao? Nó giống cá hồi trộn với tương ha. Đúng không? Giống cái miếng cá hồi này trộn tương này. Ừ, y chang luôn. Kiểu mình cắn từng cái trứng xong rồi nó phun cái sốt đó ra, cái sốt béo béo với mặn mặn, nó hòa quyện ở trong miệng mình, ngon thật sự. Quay hợp lý quá. Ôi, cuối cùng cũng hoàn thành được ước mơ được ăn thử trứng cá hồi rồi. Mấy này mình mua ở Eomon hết à, nên bạn nào tò mò thì có thể ghé mua ăn thử ha. Chắc mình cũng sẽ kết thúc cái clip này ở đây để tiếp tục ăn cho hết cái bữa tối của mình. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe cho kênh của mình để nhanh đạt được 100.000 follower nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video và mong là mọi người không xem lúc đói nha, mình không chịu trách nhiệm nữa. Vậy nha, bye bye mọi người, bye bye.